Vụ án cháu Trần Trung Nghĩa 6 tuổi quê Quảng Bình bị bắt cóc và giết hại đã làm nhiều phụ huynh hoang mang lo lắng, thương xót cho nỗi đau và mất mát của gia đình người bị hại. Đồng thời các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo cũng tỏ ra vô cùng lo lắng trước tình trạng bắt cóc trẻ em vẫn với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhận thấy việc trang bị cho trẻ những kỹ năng nhận diện và ứng phó trước các tình huống bất ngờ nguy hiểm là điều hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay, nhiều trường học đã chủ động đưa những giờ học kỹ năng ứng phó cho trẻ khi bị bắt cóc vào chương trình giảng dạy hoặc trong giờ ngoại khóa của nhà trường. Đây là một giờ học kỹ năng ứng phó khi trẻ có nguy cơ bị bắt cóc dành cho lứa tuổi mầm non tại trường mầm non Sakura, Hà Nội. Đi học về con. Rồi, học bây giờ. Con đi theo mẹ nhé. Nhưng mà thực ra, cô Hà có phải là mẹ nhà cấm không? Cô Hà không phải nói gì nhỉ? Cô không phải là mẹ con. Đứng cháu tới. Còn đây là một buổi học ngoại khóa chuyên đề phòng chống bắt cóc dành cho các em học sinh trường Trung học cơ sở đô thị Việt Hưng. Với những thủ đoạn ngày càng tinh vi của băng nhóm tội phạm bắt cóc trẻ em, thì việc trang bị cho trẻ những kỹ năng nhận diện và ứng phó trước các tình huống bất ngờ, nguy hiểm là điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, nếu trường hợp xấu xảy ra, gia đình cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, đặc biệt là trong trường hợp bắt cóc tống tiền. Cung cấp cho cơ quan điều tra đầy đủ các thông tin cần thiết, chẳng như là cái giấy khai sinh, ảnh của cháu bé này, là trong cách nói là phải thể hiện ra rất sợ hãi và tuyệt đối không được phép đe dọa, đó là tao sẽ báo công an để kiện. Thế và đồng thời là quá trình giao tiếp với đối tượng thì phải bật máy ghi âm, ghi lại toàn bộ các cuộc đối thoại, nhất mọi hành xử của bố mẹ, của gia đình đều phải theo kịch bản do cơ quan dẫn. Vậy phải làm gì để trẻ không bị bắt cóc, không để trẻ một mình trên đường phố hoặc ở nhà, không ăn những gì người lạ đưa, chỉ trả lời cháu không biết và tránh đi nơi khác khi có người lạ hỏi, từ chối khi có người lạ cố tình đưa mình đi đâu đó. Để không xảy ra các tình huống xấu với con em mình, các bậc cha mẹ cần quan tâm hơn đến con cái, giữ chế độ liên lạc với con thường xuyên, không để trẻ tiếp xúc quá gần với người lạ, thường xuyên thử nghiệm các tình huống bị bắt cóc để trẻ tập xử lý, hạn chế đưa thông tin của con lên mạng xã hội, không để quá nhiều người đưa đón con. Bắt cóc trẻ em đang trở thành một nỗi lo khiến chúng ta không thể thờ ơ. Chỉ một phút lơ là, bạn có thể mãi mãi mất đi đứa con của mình.